Hi, xin chào mọi người, mình là Hoàng Yên. Chào mọi người đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình đi bán hoa kiểng cũng không có ra video cho mọi người xem được. Tại vì bận quá thì hôm nay mình mới bắt đầu mình ra lại những cái video để cho mọi người xem cũng như là theo dõi. Thì hôm nay là ngày mùng 3 Tết mọi người, sang năm mới thì đầu tiên mình xin chúc tất cả mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, phát lộc, phát tài và đặc biệt là thật nhiều sức khỏe cho mọi người. Rồi thì video hôm nay thì chủ yếu là mình chia sẻ, mình tâm sự cho mọi người về cái vấn đề đó là mình đi bán hoa kiểng Tết chỗ mình cũng như là tình hình chung của tất cả mọi người nha. Thì hôm rày là như mọi người thấy á, trên mạng thì tràn lan những cái clip mà đập hoa, đập bông đó và không có người mua. Thì trong video này thì mình chia sẻ tâm sự cho mọi người đôi chút về một số vấn đề đó nha. Thì đầu tiên mình qua cho mọi người xem cái vạn thọ của mình mùng 3 Tết. Thì những cái cây vạn thọ kia thì mình đều đã xỉ lẻ hết rồi. Còn những cây này thì mình để mình trồng ở nhà, mình trưng chơi. Cái này thì rồng vàng B2 nha mọi người, rồng vàng B2. Cái này còn dư giống nên mình trồng nó sau. Thường thì mình trồng ngày 22, 24 á, nhưng mà cái này tới nó mình cũng gieo che ngày vậy luôn, nhưng mà mình ra chậu nó trễ. Thì hôm nay mùng 3 mọi người, nó một số thì nó nở hết cỡ, còn một số thì nó nhị xanh nè mọi người, nó rất bự nha mọi người, còn một số này nó nở xong rồi nè mọi người, nhưng mà nó còn nhăn nhăn là nó vẫn có thể nở tiếp nha mọi người. Hay nhị xanh nè. Thì riêng với cái B2 này thì bông rất là to, những cái dòng của đồng vàng mọi người, B1, B2, B3 thì bông rất là to, rất là cứng cây nha mọi người, rất là cứng cây. Đó thì cái này mình hổm rày mình đi không ít ở nhà, không chăm sóc thì thành ra là nó cũng bị héo rồi này kia, nó cũng không có được đẹp nữa mọi người. Chậu này của mình thì mình vô 6 cây, tàn rất là bự nha mọi người. Rồi thì cái cách chăm sóc thì mọi người chỉ cần tưới nước ở dưới gốc là thôi, là mình chơi rất là lâu. Cái chậu này thì mình có thể mình chơi qua tới rằm tháng giêng cũng được đó. Rồi quay lại chủ đề chính ngày hôm nay thì mình chia sẻ với mọi người một xíu cái vấn đề về tình hình hoa Tết. Thì như mọi người cũng biết rồi đó, mấy ngày vừa qua thì tình hình hoa Tết rất là xôn xao đúng không mọi người, biến động, cây cối đồ bán rất là khó, không phải là bông xấu, thậm chí là bông đẹp nó cũng vậy luôn nha mọi người. Tình hình năm nay thì người bán nhiều hơn người mua, và cái lượng bông mọi người, cái lượng bông làm ra rất là nhiều, và người mua thì họ mua tầm khoảng một cặp hai cặp là dữ lắm rồi, chứ không có nhiều như mọi năm nữa. Năm nay cũng là một cái năm kinh tế đồ nó không có được sung dữ lắm mọi người, nên thành ra là người ta hạn chế thôi. Vạn thọ đồ này kia thì nói chung là trưng để cho có Tết này kia, theo mình nghĩ là vậy, nên thành ra là cái số bông của mình làm rất là nhiều, nhưng mà cung vượt cầu thì thành ra là nó rất là bị dư rồi. Thì hầu như là đa số các tỉnh mà từ miền Tây miền Đông kia thì buôn bán rồi cũng rất là khó khăn mọi người, rất là khó khăn. Thì mình cũng cập nhật rồi tình hình ở một số tỉnh này kia, thì nói chung là ở đâu cũng vậy mọi người, ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng bán không được. Rồi thành ra là tới giờ cuối á, thì đập bỏ bông rất là nhiều, nhìn thấy những cái cảnh đó rất là xót mọi người. Những ai mà trồng bông như mình á thì trải qua những cái năm tháng rất là dài. Ví dụ như mình trồng cúc mâm xôi nè, lúc trước mình trồng cúc mâm xôi đây nè mọi người đó. Thì trải qua 6-7 tháng trời. Rồi cúc Hà Lan này kia nó cũng 4-5 tháng. Rồi tới vạn thọ một số loại cây khác chăm rất là cực mọi người, chứ không phải là tự nhiên đâu mà có. Rồi bán không được, đập rất là sót. Riêng mình thì mình bán nói chung là cũng được mọi người, chứ về giá cả thì nó cũng không được mấy. Mình chia sẻ thẳng cho mọi người luôn. Thì
bán bông nè mọi người, thì có năm này năm khác chứ không phải là năm nào cũng được mùa trúng giá, cũng như là năm nào cũng thất đâu nha mọi người. Đó, có năm dày năm khác, ví dụ như năm rồi thì tình hình ở chỗ nào hình như miễn là có bông là trúng nha mọi người. Đó, còn năm nay thì nó khác, năm dày năm khác, thì mong mọi người đừng có nản chí, có gì sang năm nay mình làm lại. Thì bây giờ hôm nay mình chia sẻ ngắn gọn cho mọi người về một số vấn đề đó. Thì sang năm á, kênh của mình thì mình sẽ làm cũng vẫn làm các loại hoa Tết, cũng cung cấp hạt giống. Riêng về Vạn Thọ thì mình sẽ cố gắng cung cấp hạt giống cho mọi người xuyên năm luôn, suốt năm luôn, để cho mình có thể mình trồng rằm nè, mình trồng bán rằm, mình trồng bông cúng, bông chưng gì đó, thì tùy mọi người thôi. Nếu mà có mình có làm thì cứ liên hệ đặt ủng hộ mình đó. Rồi sắp tới thì mình sẽ làm một số cái loại cây khác, ví dụ như cây mai, bông giấy này kia, thì mong mọi người ủng hộ. Sắp tới thì mình chuẩn bị ghép mai này kia đó. Phần thuốc thì mọi người cần cứ liên hệ mình. Và mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua, từ từ khi mình làm cuốn mâm xôi tới giờ, và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng với mình trong thời gian sắp tới nữa. Mình sẽ cố gắng chia sẻ những cái kinh nghiệm làm cây giống của mình, cây giống hoa kiển của mình, để chia sẻ đến mọi người. Rồi, mình xin tạm dừng video tại đây nha mọi người. Hứa hẹn với mọi người một năm mới nhiều điều hay, nhiều cái mới hơn nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình rất là nhiều nha. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye mọi người.